Hi, xin chào quý vị khán giả kênh YouTube Đường phố Sài Gòn. Hôm nay kênh Đường phố Sài Gòn xin được phép giới thiệu đến quý vị con đường Bông Văn Dĩa ở tại xã Tân Kiên thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hi, xin chào quý vị khán giả kênh Đường phố Sài Gòn. Tôi đang ở con đường Bông Văn Dĩa. Một cái tên nghe khá ấn tượng quý vị ha. Tôi đang đi từ hướng đường Nguyễn Củ Phú. Thì xin mời quý vị cùng nghe một chút về lịch sử của tên đường Bông Văn Dĩa cũng như là nhân vật Bông Văn Dĩa này là ai. Đường Bông Văn Dĩa nằm trên địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Vị trí từ đường Nguyễn Củ Phú đến đường Nguyễn Đình Kiên thuộc xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, dài hơn 2.000m, lộ giới khoảng 20m. Lịch sử đường Bông Văn Dĩa xưa kia là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi là đường Láng Trà. Đến ngày 7 tháng 4 năm 2000, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt tên là đường Bông Văn Dĩa và vẫn giữ cho đến ngày nay là năm 2020. Tiểu sử ông Bông Văn Dĩa, ông sinh năm 1905 tại ấp Rạch Gốc, xã Tân An thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, trong gia đình dân nghèo vùng biển. Được thầy giáo Phan Ngọc Hiển giúp đỡ, ông Bông Văn Dĩa đã sớm giác ngộ cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1940. Từ khi vào đảng, ông hoạt động rất tích cực ở vùng Rạch Gốc, được cấp trên giao nhiệm vụ đưa thư cho Phan Ngọc Hiển tổ chức cuộc khởi nghĩa Hoàng Khoai vào cuối năm 1940 và giành thắng lợi. Sau khi cuộc khởi nghĩa bị khủng bố, Bông Văn Dĩa bị thực dân Pháp kết án khổ sai đày đi Côn Đảo. Suốt những năm lưu đày chịu nhiều cực hình tra tấn dã man, ông vẫn luôn giữ vững khí tiết cách mạng cùng với chi bộ nhà tù đấu tranh và tổ chức nhiều cuộc vượt ngục đưa các chiến sĩ của ta về đất liền hoạt động. Cách mạng tháng 8 thành công, ông cùng các chiến sĩ tù Côn Đảo được rước trở về và tiếp tục hoạt động cách mạng. Lúc đầu, cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ rất cần vũ khí đánh giặc. Ông được phân công chở hàng qua Thái Lan để đổi lấy vũ khí. Chuyến đi này được sự trợ giúp của bà Nguyễn Thị Hoài là vợ của ông, nên công việc được cải trang chu đáo bí mật. Đến Thái Lan, mặc dù bị nhà cầm quyền bắt giam 4 tháng, nhưng khi vừa ra tù, Bông Văn Dĩa liền vận chuyển ngay vũ khí từ Thái Lan về Rạch Gốc Nam Căn. Lần thứ hai, do vận chuyển bằng đường biển khó khăn, nên phải tổ chức bằng đường bộ từ Thái Lan qua Campuchia về Việt Nam, và phải chuyển từng đoạn hết sức vất vả. Trên đường vận chuyển bị địch ngăn chặn, Bông Văn Dĩa cùng đơn vị chiến đấu 10 trận để bảo toàn số vũ khí. Kết quả có 10 đồng chí của Bông Văn Dĩa phải hy sinh, sau đó ông được bổ sung vào đơn vị Cửu Long tham gia nhiều trận đánh Pháp. Năm 1953, ông Bông Văn Dĩa được biệt phái sang Campuchia công tác, làm huyện ủy viên tỉnh Khô Khong cho đến khi chuyển quân tập kết vào năm 1954. Năm 1961, ông Bông Văn Dĩa được Trung ương bố trí giao nhiệm vụ rất quan trọng là tổ chức thăm dò đường biển từ Cà Mau ra miền Bắc để chở vũ khí vào miền Nam đánh giặc. Vào năm 1961, ông Bông Văn Dĩa được Trung ương bố trí giao nhiệm vụ rất quan trọng là tổ chức thăm dò tuyến đường biển từ Cà Mau ra miền Bắc để chở vũ khí vào miền Nam đánh giặc. Qua hai chuyến đi và về, vượt sóng gió và tàu tuần tra địch, ông đã báo cáo tỉ mỉ tình hình thăm dò và xây dựng bãi tiếp nhận vũ khí cho Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe. Ngày 14 tháng 9 năm 1962, ông trực tiếp chỉ huy chở vũ khí 28 tấn đầu tiên từ miền Bắc về tới Cà Mau. Đến ngày 20 tháng 9 năm 1962, cập vào bến Vàm Lũng an toàn. Ông Bông Văn Dĩa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành người chiến sĩ đầu tiên mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Từ đó trở đi, vũ khí liên tiếp được đưa từ miền Bắc và cập bến tại khu vực mũi Cà Mau. Lúc này, ông lại làm nhiệm vụ chuyên chở vũ khí luồn lách qua nhiều đồn bốt địch phân phối cho chiến trường. Với những thành tích và công lao cống hiến đặc biệt, năm 1967, ông Bông Văn Dĩa được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Bông Văn Dĩa là một tấm gương sáng, cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông luôn thể hiện đức tính cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Ngày 30 tháng 5 năm 1983, ông Bông Văn Dĩa từ trần, hưởng thọ 78 tuổi và được an táng tại Rạch Gốc, xã Tân An, quê hương của ông.
Kiên. Hey, xin chào quý vị khán giả kênh Đường Phố Sài Gòn. Tôi đang có mặt ở con đường Bông Văn Dĩa. Thì bây giờ tôi đang đi di chuyển để mà về đường Nguyễn Cửu Phú. Thì quý vị thấy là hai bên đường này là vẫn còn đất ruộng đây, vẫn còn khá hoang sơ, đất rộng người thưa quý vị. Đây là thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mà đường ấp 6. Thì những cái bản tên đường ở đây vẫn còn cái tên là đường Làng Chà, mặc dù là trên Google Maps hay là đăng ký hành chánh, địa giới hành chánh hiện tại năm 2020, thì con đường này là vẫn mang tên là con đường Bông Văn Dĩa, một nhân vật anh hùng. Khu vực mà ấp 6 đây thì quý vị thấy là dọc hai bên đường nè, dân cư cũng thưa thớt thôi. Đất thì đa số đất ở đây là đất nông nghiệp là chính. Thì cái khu vực này nó giáp với lại là cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Và gần đây thì gần cái con đường này là cách đây một chút nữa chúng ta sẽ qua một cái hầm chui. Thì qua cái hầm chui này nếu quẹo tay phải thì quý vị sẽ về lấy lại bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì cái bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 ở tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 này nằm ở quận 1 và ở tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Do là áp lực là quá tải cho nên là thành phố đã quyết định cho xây thêm một cái bệnh viện là Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại khu vực huyện Bình Chánh này, để cho những người mà ở khu vực phía tỉnh miền Tây có thể lên Sài Gòn là không cần phải vào trung tâm thành phố mà có thể là ra cái khu vực mà Bình Chánh này, nó sẽ gần hơn, nó thuận tiện hơn. Bởi vì là Bình Chánh, huyện Bình Chánh này là giáp với lại là tỉnh Long An, thì cũng có hai con đường để đi rất là nhanh. Là thứ nhất là đi có hai con đường mà để mà về khu vực mà Long An hay là về Tiền Giang, là thứ nhất là đi theo đường quốc lộ 1A, con đường cũ. Thì đi con đường thứ hai cũng khá lâu rồi, cao tốc Long Thành, xin lỗi, cao tốc Sài Gòn Trung Lương này cũng khá lâu rồi đó. Thì bây giờ thì cũng không còn có thu phí nữa, xe thì vẫn chạy thôi, thì cũng cách đây cũng gần. Thì con đường mà Sài Gòn Trung Lương thì đoạn đầu á là nút giao là Chợ Đệm của Bình Chánh, còn cái đoạn cuối cùng ở phía khu vực Tiền Giang là nút giao Thân Cửu Nghĩa. Thế quý vị thấy bên đây, bên đường nè, đồng trống mênh mông. Thế vị trí ở đây cũng rất là thuận lợi với chị quý vị ha, gần chợ nè, bệnh viện nè, trường học nè. Nhưng mà khu này thì cũng chưa phát triển thôi, nó vẫn là một cái huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Có con ngôi biệt thự to quá nè quý vị, hình như là bỏ hoang hay sao đó. Ê, có người ở ha. Chúng ta vẫn đi trên con đường Bông Văn Dĩa. Và tên đường cũ ở đây, một số bản hiệu, bản tên đường ở đây là gọi là đường Làng Chà. Đây là chúng ta qua đây là thuộc ấp 1 rồi quý vị. Hồi nãy là ấp 6, bây giờ là qua tới ấp 1. Thì đa số là những cái số nhà ở đây là bắt đầu bằng chữ A, A8, A8 xuyệt. Như giới thiệu đây quý vị, đây là trước mắt là cái hầm chui nè quý vị. Hầm chui này là phía trên đó là con đường là Tân Tạo Chợ Đệm quý vị. Đó, nếu mà quẹo tay phải là đi ra cái chỗ giao với đường cao tốc quý vị, đường dẫn vào đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, đi về cái tỉnh Tiền Giang, Long An, đi và thẳng về tới Cà Mau luôn. Đó, này, cái này nút giao đường này là mới làm sau này thôi quý vị, nó mới làm cho được cũng gần chục năm rồi quý vị ơi, cũng lâu lắm rồi chứ không phải mới đây đâu. Đây qua cái hầm chui này là thuộc ấp 1 nè. Trên con đường này thì tôi quan sát thì thấy cơ sở tôn giáo ở đây thì có cái đình thần thôi, nhà thờ hay là chùa thì tôi không có quan sát thấy. Cái này quý vị lại thấy là tôi le máy qua đây nè, đó xa xa đó là bệnh viện Nhi Đồng đó quý vị, bệnh viện Nhi Đồng thành phố rất là gần luôn. Hồi nãy qua hầm chui đó quẹo tay phải là về là bệnh viện Nhi Đồng thành phố đó.
không biết là ở đây khi mà trời mưa nước có ngập hay không. Đây, quý vị thấy những hộ gia đình này theo kiểu là sống ở quê miền Tây nữa quý vị, nhà sân vườn nè, thả rồi nuôi gà nuôi vịt, trồng cây trái xung quanh nhà. Wow, có căn biệt thự to quá, rất là ấn tượng quý vị ha. Đường đây là đường trải nhựa quý vị, không phải đường đất gồ ghề đâu, đường này trải nhựa chạy rất là ngon quý vị luôn nha. Tôi đang đi hướng về đường Nguyễn Cửu Phú nè. Và một vài hình ảnh về con đường Bông Văn Dĩa ở tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem và hẹn gặp lại ở một video clip khác. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Tôi là Minh Nhân, kênh Đường Phố Sài Gòn. Chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Bây giờ tôi lại rong ruổi khắp mọi ngã đường Sài Gòn, tìm những điều thú vị để ghi hình và lại được hầu chuyện cùng mọi người. Nhớ đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông để có thể xem được những độ phim mới nhất từ kênh Đường Phố Sài Gòn nhé. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.